Ngoài tài năng nghệ thuật, nhiều ngôi sao Hoa ngữ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gia thế không phải dạng vừa cùng với trình độ học vấn khủng. Họ không chỉ được sinh ra trong gia đình bề thế có sức ảnh hưởng trong xã hội, mà còn tốt nghiệp các đại học danh tiếng trên thế giới hoặc là thạc sĩ hay tiến sĩ trong những lĩnh vực của họ. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua một số ngôi sao như thế nhé. Trương Quân Ninh. Nàng Du Phi Hải Lan của Hậu cung Như Ý Chuyện vẫn luôn được biết đến là một tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng của Đài Loan. Cô sinh ra ở Đức, là con thứ trong một gia đình có truyền thống hiếu học và cũng là một trong những dòng họ danh giá ở vùng Đại Nhã thuộc thành phố Đài Trung. Gia đình của Trương Quân Ninh có quan hệ thông gia với một trong ngũ đại gia tộc Đài Loan là Vũ Phong Lâm gia, một trong những dòng tộc có quyền lực nhất trong lịch sử Đài Loan trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và nông nghiệp. Ông nội của Trương Quân Ninh từng sở hữu biệt phủ cung Nguyên Nhãn Khoa, một kiến trúc xa hoa và lộng lẫy nổi tiếng ở vùng Đài Trung xưa kia, là nơi lính Nhật đóng quân và làm trụ sở giao tế khi chiếm đóng nơi đây. Hiện nay đây là một trung tâm kinh doanh trà nước tiếng xứ Đài. Cha của nữ diễn viên là Trương Chí Danh, giáo sư chuyên ngành xã hội học tại Đại học Quốc gia Đài Loan và làm việc tại Viện Nghiên cứu Quốc gia. Mẹ cô là Trịnh Như Tinh, một nữ nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi nổi tiếng, thạc sĩ văn học và giảng viên trường nghệ thuật quốc gia Đài Loan. Bản thân Trương Quân Ninh cũng vô cùng nổi trội trong gia đình có bề dày truyền thống hiếu học của mình. Cô từng theo học chuyên ngành lịch sử tại Đại học Bách khoa Đài Bắc. Năm thứ hai cô quyết định chuyển sang ngành luật tại Đại học Đài Bắc và hoàn thành luận án thạc sĩ ngành pháp lý của Viện Nghiên cứu Kinh tế tại Đại học Trung ương Đài Loan. Luận văn thạc sĩ của cô với đề tài những vấn đề pháp chế trong quản lý nghệ sĩ giải trí, dài 110.000 chữ đạt 90,5 điểm. Nhiều bạn bè trong giới đã hào phóng cung cấp hợp đồng của họ để cô làm tài liệu nghiên cứu. Bản e-book của luận văn này có thể được tìm thấy trên thư viện trực tuyến của Đại học Trung ương Đài Loan. Sự nghiệp học vấn thuận lợi là vậy nhưng Trương Quân Ninh lại quyết định rẽ sang con đường nghệ thuật khiến cha mẹ cô khá phiền lòng. Mẹ cô từng cho biết việc bà tức giận con gái và mắng con vì theo con đường diễn xuất. Tuy nhiên, sau này khi con gái thành đạt và nổi tiếng, mẹ cô cũng lên tiếng chia sẻ, bà cảm thấy tự hào về con gái. Lưu Diệc Phi. Không chỉ là thần tiên tỷ tỷ không thể thay thế của Cbiz, Lưu Diệc Phi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu IQ cao, học vấn đáng nể, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Lưu Diệc Phi sinh ra trong một gia đình rất giàu truyền thống giáo dục và có chỗ đứng trên chính trường. Ông bà nội của nữ diễn viên đều là những ngôi sao trong ngành y khoa của Trung Quốc, còn từng giữ vị trí bí thư đảng ủy của Đại học Y khoa Đồng Tế. Bố cô là An Thiếu Khang, một giáo sư từng dạy tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, sau trở thành Tổng Thư ký Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Không chỉ vậy, nhiều người bên nội của Lưu Diệc Phi hiện nay vẫn giữ các chức vụ lớn và có vai trò khá quan trọng với quốc gia. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hầu như hình ảnh của gia đình bên nội nhà Lưu Diệc Phi đều không được hé lộ. Mẹ Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ múa có tiếng và xinh đẹp tên Lưu Hiểu Lợi. Năm 10 tuổi, bố mẹ Lưu Diệc Phi chia tay, cô được mẹ đưa sang Mỹ và chuyển sang họ mẹ. Mặc dù vậy, mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và gia đình bên nội vẫn vô cùng tốt đẹp. Theo truyền thông xứ Trung, Lưu Diệc Phi có thể sử dụng thông thạo 4 thứ tiếng là Anh, Pháp, Nhật và Hàn Quốc. Actually, me and my mom were a big fan of the brand. And my first ring of Chaumet was Josephine. It's a good combination of modern and classic. The most I like about the brand is the history part of it. Lưu Diệc Phi từng có thời gian học tập và sinh sống tại Mỹ trước khi về Trung Quốc gây dựng sự nghiệp. Cô từng đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 15 tuổi và là một trong những sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Sau đó, cô nhận bằng cử nhân loại xuất sắc với bài luận văn có điểm số cao nhất khóa. Ngoài ra, Lưu Diệc Phi từng thi đậu vòng 2 khoa diễn xuất tại Đại học Yale của Mỹ. Châu Tuấn Vĩ. Châu Tuấn Vĩ sinh năm 1995, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2017. Châu Tuấn Vĩ được biết đến qua các bộ phim như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Bất Cần Nhặt Được Tình Yêu. Năm 2022, Châu Tuấn Vĩ dần được giao vai nam chính trong loạt phim chiếu mạng như Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi, Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa, hai phim Sau Khi Gặp Được Cậu. Năm 2023, Châu Tuấn Vĩ bất ngờ được đông đảo khán giả yêu thích với vai diễn anh chàng Thế Tử Yên Lâm trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên, Châu Tuấn Vĩ đã tốt nghiệp bằng kép chuyên ngành xã hội học và tâm lý học tại Đại học McGill, ngôi trường được mệnh danh là Harvard của Canada và là nghiên cứu sinh tại Viện Tâm lý học thuộc trường cao đẳng Dulles. Châu Tuấn Vĩ đã từng thi đậu vĩ cầm cấp 8, có chứng chỉ sơ cấp lý thuyết âm nhạc nâng cao, đồng thời thành thạo piano, guitar và chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Anh còn chơi bóng chuyền, bóng chày, võ tổng hợp, quyền pháp. Anh từng tham gia đội bóng rổ ở trường trung học và giành chức vô địch thành phố Vancouver của Canada. Ngoài ra, anh từng là thành viên của đội biện luận Trung Quốc trong thời gian học đại học.
Bố của Châu Tuấn Vĩ từng tốt nghiệp ngành mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa, nên từ nhỏ anh đã theo học hội họa và thư pháp. Với bề dày thành tích học tập của Châu Tuấn Vĩ, cũng như bối cảnh sơ lược của nam diễn viên, nhiều người dễ dàng đoán được rằng anh được sinh ra trong một gia đình thư hương nhiều đời và cũng vô cùng giàu có. So when I received the invitation, I was actually quite moved by the whole idea, and I'll explain the reason. My whole reason for being a therapist was that I wanted to return the voice to those who have lost their voice, be it an autistic child in the school or a schizophrenic man kept in the institution for years. Chu Châu là hiện thân của một tiểu thư Bắc Kinh đúng nghĩa. Trên người cô tập hợp tất cả những điều kiện ưu ái nhất dành cho một cô gái, như ngoại hình xuất chúng, tài hoa nổi bật, gia thế hiển hách. Chu Châu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, xuất thân trong gia đình Trâm Anh Thế Việt. Bối cảnh của gia tộc nhà Chu Châu có thể nói là kinh thành nhất tuyệt. Ông nội nữ diễn viên tên Chu Hư Chi là thiếu tướng quân đội có công khai quốc, từng đóng góp rất nhiều chiến công hiển hách trong quá trình thành lập đất nước. Cha của Chu Châu là Chu Tân Hán, chủ tịch và là người sáng lập hãng kem đầu tiên của Trung Quốc sau khi giải phóng, sau này phát triển thành tập đoàn New World. Các chú bác của cô nếu không phải là chính khách thì cũng nổi danh trong giới kinh doanh. Sinh ra và lớn lên đã ở Vạch Đích, nên Chu Châu từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật. Với nền tảng âm nhạc vững chắc, Chu Châu đã thường xuyên tham gia dàn dựng và biểu diễn nhiều vở kịch ở trường. Tuy nhiên, cha Chu Châu lại muốn con gái theo học ngành khoa học và kỹ thuật. Chính vì vậy, ông bắt đầu cho nữ diễn viên tiếp xúc nhiều hơn với toán học cùng với các mô hình hàng không. Sau khi tốt nghiệp trung học, Chu Châu thi đậu vào Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh, chuyên ngành khoa học và kỹ thuật. Dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng trong thời gian đại học, Chu Châu vẫn đi làm thêm để tự kiếm tiền. Với ngoại hình nổi bật, Chu Châu nhanh chóng được các tạp chí lớn để mắt rồi chọn làm người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng có thời gian dẫn chương trình bằng tiếng Anh toàn thời gian trên đài truyền hình Đông Phương Thượng Hải. Sau đó, Chu Châu dần dấn thân vào giới giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Ở mỗi lĩnh vực, cô đều có những thành công nhất định. Bởi vì có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, nên Chu Châu không vất vả lao vào đóng phim hay khát khao phải nổi tiếng vượt trội. Trong nhiều năm, nữ diễn viên thường đóng vai phụ, nhưng cô vẫn được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Chu Châu đã tham gia các tác phẩm như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Đại Tần Đế Quốc, Luật Sư Tình Anh. Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai Tô Thuyên trong phim Lộc Đỉnh Ký 2020 và vai Khang Mẫn trong Thiên Long Bát Bộ 2021, phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tháng 6 năm 2024 vừa qua, Chu Châu đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Thương mại Paris của Pháp. Chu Châu cũng lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên có 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Mã Bá Khiên. Mùa hè năm 2023, khi bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức được lên sóng, vai nam phụ Tăng Diên do Mã Bá Khiên đảm nhận bất ngờ vụt sáng với độ hot còn vượt qua cả nhân vật chính. Theo thống kê, từ khóa tìm kiếm về Mã Bá Khiên trên WeChat tăng hơn 4.300%. Từ đây, gia thế và học vấn khủng của gia đình nam diễn viên đã được nhanh chóng biết đến, khiến cư dân mạng chỉ có thể cảm thán rằng Mã Bá Khiên đúng chuẩn mang hào quang nam chính ngôn tình trong tiểu thuyết. Mã Bá Khiên sinh năm 1996 tại thành phố New York của Mỹ. Cha mẹ của anh là ông Mã Thanh Vận và bà Lý Xảo Ninh, đều là bạn học của nhau và tốt nghiệp khoa kiến trúc của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Mã Thanh Vận là kiến trúc sư nổi tiếng, ông là người thiết kế nên nhiều công trình nổi tiếng cả trong nước và quốc tế, như trụ sở tập đoàn Nhật báo Ninh Ba, Quảng trường Thiên Nhất, tòa nhà Plaza 66 ở Thượng Hải, Disneyland Thượng Hải. Ông Mã Thanh Vận cũng được biết đến với vai trò là thành viên của Viện Kiến trúc danh tiếng tại Mỹ. Năm 2006, ông đã trở thành hiệu trưởng của trường kiến trúc thuộc Đại học Nam California, cũng là kiến trúc sư người Trung Quốc đầu tiên giữ chức vụ này. Ông ngoại của Mã Bá Khiên là ông Lý An Cách, từng tốt nghiệp khoa kỹ thuật hàng không của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Ngoài ra, Lý An Cách còn là huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 1988. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc có 5 lần liên tiếp vô địch thế giới. Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của gia đình đã truyền cảm hứng và tạo động lực rất nhiều cho Mã Bá Khiên phấn đấu trong cuộc sống. Dù được sinh ra trong một gia đình Trâm Anh Thế Việt, nhưng Mã Bá Khiên luôn tự thân nỗ lực trong lĩnh vực giải trí. Anh tốt nghiệp Đại học Nam California, một trong những đại học danh tiếng trên thế giới. Với tính cách vui nhộn, thẳng thắn và cầu tiến, Mã Bá Khiên đã tạo dựng cho mình danh tiếng trong giới giải trí. Năm 2017, Mã Bá Khiên bắt đầu tỏa sáng, chứng tỏ sự xuất sắc khi giành được vị trí Á quân trong chương trình nổi tiếng Minh Nhật Chi Tử của Trung Quốc. Sau đó, Bá Khiên bắt đầu ghi dấu với các vị trí và vai trò khác nhau.
Với nỗ lực không ngừng và niềm đam mê mãnh liệt, Mã Bá Khiên đang chứng minh bản thân là một người trẻ tài năng và đầy triển vọng trong giới giải trí Hoa ngữ. Diệp Hy Nguyệt. Nữ diễn viên Diệp Hy Nguyệt từng đảm nhận nhân vật Tiết Thù trong phim Ninh An Như Mộng, từng khiến khán giả phải lắc mắt vì thành tựu đáng nể mà cô đạt được khi vừa chạm mốc 30 tuổi. Diệp Hy Nguyệt sinh năm 1994, tốt nghiệp trường Đại học London của Anh Quốc với bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ khoa học. Sau khi về nước, cô làm việc trong tổ chức tài chính quốc gia, trở thành thành viên ủy ban đánh giá đầu tư của một ngân hàng nổi tiếng. Ngoài ra, Diệp Hy Nguyệt còn tự mở công ty gia đình, đồng chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế CICC với chứng chỉ quản lý tài sản đến từ Viện Quản lý Tài chính Hoa Kỳ. Nữ diễn viên cũng được Hội đồng Doanh nhân trẻ APEC lựa chọn là đại diện lãnh đạo trẻ xuất sắc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diệp Hy Nguyệt chính thức dấn thân vào con đường diễn xuất vào năm 2019, từng tham gia diễn xuất trong Trầm Vụn Hương Phai vai Nguyệt Giao Tiên Quân, Ninh An Như Mộng vai Tiết Thù, Tình Yêu Có Khói Lửa. Theo một số nguồn tin từ Weibo, sở dĩ bộ phim Ninh An Như Mộng có thể nhanh chóng được lên sóng chính là nhờ có sự trợ giúp của nữ diễn viên Diệp Hy Nguyệt. Trước đó, đã từng có đồn đoán Diệp Hy Nguyệt là một trong những nhà đầu tư của Ninh An Như Mộng. Thế nên, cô đã lợi dụng mối quan hệ sẵn có bản thân để mở đường giúp Ninh An Như Mộng đẩy nhanh lịch chiếu. Ngô Tôn. Ngô Tôn là cậu con trai út của doanh nhân Ngô Cảnh Thiêm, một hoa kiều Brunei, là một ông trùm về bất động sản ở quốc gia này. Bác của nam diễn viên, Ngô Cảnh Tấn là ông trùm mua bán xe hơi, chiếm lĩnh 3/4 thị trường xe hơi ở Brunei, đồng thời là ông chủ của thời báo Brunei. Mặc dù sinh trưởng trong một gia đình thương nhân vô cùng giàu có nhưng Ngô Tôn không hề dựa dẫm vào gia đình mà rất tự lập. Trước khi gia nhập làng giải trí, Ngô Tôn đã tốt nghiệp ngành thương mại tại Học viện The Mid ở Australia. Sau khi về nước, để thực hiện giấc mơ nghệ thuật đã ấp ủ từ lâu, anh sang Singapore làm người mẫu, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, mặc cho gia đình phản đối. Khi đã gom góp được chút tiền riêng, Ngô Tôn mở một trung tâm thể hình ở thủ đô Bandar Seri Begawan. Đến nay, anh đã có hai trung tâm thể hình lớn với những trang thiết bị hiện đại. Trên đây là một số cái tên vừa có gia thế khủng vừa có trình độ học vấn cao nổi bật của Cbiz. Bạn còn biết những ngôi sao nào cũng vừa giàu vừa giỏi khác nữa của Cbiz? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!